mạnh siêu dưng, hợp thể mạnh thú. Chào mừng tất cả các bạn quay thôi. trở lại với kênh Bác Tô. Rồi, xong nãy, uh, nãy đi uh, nãy mình quay video, nãy ngồi giới thiệu đã xong, uh, thật ra mình chưa có <laughs> bật phần mềm quay, ngồi oh. ngồi quay đồ các kiểu quánh mấy trận xong rồi ha. Thì uh, con chó này giờ nó không im được. Chúng ta mỗi lần mình quay game là nó kiếm chuyện. Uh, thì uh, Đó, ngày hôm đòi, nay uh, thì mình sẽ ở gì mình mới mua trái cát ngày hôm qua thì uh, uh, bây giờ là mình mình uh, rủ chủ tịch ra BK <laughs> đây nói nói như trái cát này á thì uh, không có cần để không nói chung là không có farm viết gì được từ trái này farm của bắp lắm nên là chủ yếu là trái này hiệu ứng khống chế nhiều có chiêu hết tung đồ hasagi các kiểu uh, Yasuo thì rất là thích đi chung uh, nên là mình uh, mình sẽ rủ chủ tịch ra BK ấy. rồi hay dâu nè xài lên luôn đi cái trái ta đánh ta review đánh trái cát là ta là ta phải tập trung xài chiêu của trác quỷ không và mẹ nó mất quyết chiêu hết không, quyết định không xài trái cát hả? thì làm quyết định không xài melee hả? Sao không xài mày? mà anh ta tập trung xài chiêu trác quỷ cho mọi người thấy rồi không <cười> ơi <laughs> chiều nó dễ hộp lắm mà nó xài xong nó còn bị delay nữa anh em, Đó, anh em thấy không? Quá. Nó được cái chiêu sấy này á thì uh, Chiêu sấy này á thì được cái là nó 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 cản kêu ai mà xài melee lao vào vào thì uh, thì, thì 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 còn chơi được. Đỡ! quánh tao xuống nước quay mấy. ý cát xuống nước là khổ lắm không mày. Ừ ơi. Quánh rũ. À, 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 à. rồi lên được rồi lên được rồi, <laughs> đánh, um... rồi lại, 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 đánh lại lại đây lại đây đánh lại đây đánh rồi vô chưa vào nước 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 rồi đây đừng đánh thằng đó văng xuống nước hoài rồi dâu nè đó tháp cát nè đó bà mẹ xài tháp cát xong bị mất một khúc máu oh, không, đủ đủ tầm nó vẫn đấm được chép không nó, cho dù nó bị dính chiêu nhưng mà nó vẫn đấm được bởi vậy nên là nó thiệt á đủ tầm nhưng mà đủ tầm chính vì đủ tầm nó dẫn đấm. hoàng né cái chỗ này ra quỷ già này nó nó quánh tao nè ồ bà mẹ đúng quỷ già luôn quỷ nó đứng lại đứng coi nữa kìa ô cái quái gì vậy, <laughs> vậy chiêu heavy Sand, cát lớn cục cát lớn để reset lại cho nó đầy máu luôn đánh tiếp đây anh em thì mình thì mình chưa có nghĩ ra nhiều combo dành cho trái cát với lại thì combo trái này nó khó cái là kiểu như anh em đánh tấn công bất ngờ người ta thì được chứ kiểu như giờ đánh với ai hoài rồi là nó biết chiêu à chưa rủ chủ tịch ra đánh với trái cát giờ nó biết chiêu của mình hết rồi nó né combo được khó chơi lắm đây. Hồi nãy vô. dính dính cái dính cái mele hơi đau nha. Rồi. Này nãy là nó lún xuống đất nên mới có cơ hội ăn đó. đó à, vô chưa? Vô. À... đây. Ý ý sao 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 ý khoan 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 khoan. Đây đây là, là... là đang tính thử cái tiệc chiêu mới đây rồi rồi. Không coi lỗ máu luôn nè đánh nè vô. Ờ, ừ, rồi có... còn xả mù nữa chi mày. Thôi yeah. <laughs> học kem nữa mày quánh xuống nước hoài mấy! Thằng này cứ canh là nó nhận đâu xuống nước hoài ha. Nó 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 nó, 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 kiếm chuyện nó rẻ máu mình thêm kìa nó, nó, nó rỉa máu mình cho mình gần chết nó lên nó đằng nó phá nè nó lên ấy à. mày chưa hỏi sao chưa hỏi tele nữa giờ nó mình đã mình không đánh nó lại nó còn đánh cho mình còn có hai ngàn máu để đánh kìa coi là nó giờ nó chơi nó chơi ăn gian kìa anh em rồi vô mày mày đứng mày ngắm mày giống gió gì vậy Ê da. Ê, hộp chiêu rồi. đi trời ơi, nó chỉ xài chiêu ít này bây giờ nó không có trúng được nữa rồi Đâu mất rồi Đỡ! cứ quánh xuống nước quay hả Quánh người ta xuống nước Để Mày tập cá mà Nhưng mà quánh không có chơi ai chơi cái đấu trường dưới đây bay trên trời đóng bay lên đóng người ta xuống nước của ai à? nè, cứ, cứ tập thiên thần cái bay bay lên là thấy ghét rồi nha ch chứ hồn giờ hồn á, mà mày áo. lấy lợi thế không không chứ giờ tao rủ mày xuống nước mày bánh lại không chắc à, chắn là khác rồi uh, cho mày lợi thế không chiến rồi còn gì mày <laughs> cho nó lợi thế không chiến rồi còn 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 quánh ta xuống nước đang kiếm muốn muốn xuống nước bánh lộn hay sao lỗi thôi Thì cứ bay lên trời nhận đầu nè qua bên đây là chắc nó không xuống nè bên đây không có nước nè nó cứ bay lên vọng xuống là xuống nước hoài tao tao ghét bay quánh trên cái cục đó lắm quánh rớt xuống không có lên được bay không có nổi Ở thì uh, combo của trái cát của mình á thì thông thường mình hay xài á nhưng mà mình nếu mà xài được trúng là được chiêu ít là trúng chiêu Z à nhưng mà um, khó trúng lắm chiêu ít thì đâu phải ai cũng để đứng yên chỗ cho là trúng đâu canh hướng mà nó xài chiêu á là nó đặt cái bàn tay nó xuống đất là thấy là bị chưa gì bị người ta quánh mìm mình rồi đó nó khổ là vậy á à, biết giờ nãy reset á, tự nhiên đã không ấy không có đầy máu cái mau đầy máu chứ lộn rồi giờ trời tối rồi đâu gần đầy máu rồi dâu luôn đi quánh đó láng cũng ra nữa à rồi rồi dâu chưa dạ đây hey, múm cát sa mạc <laughs> rồi xong thấy bị ăn đòn rồi đó <laughs> biết mà Ai ơi, chiêu gì đâu mà. À nguyên chiêu Z vô đầu luôn. Không, <laughs> oh, đủ tầm vẫn đấm được. Nếu thằng quỷ trà này thì nó đi theo khó chịu. Ê à, nó quánh tao mày. <laughs> nó theo, nó theo làm không có để để, để kiếm chỗ khác quánh đi. theo lằn, thằng, lằng lằn gai. À lên trên cho chỗ cục này quánh luôn đi. Cái Cứ... Cái vậy không à. Rồi. Đâu chưa? Đầy máu chưa? Châu. Rồi rồi rồi. Rồi sao trên đây tối quá à, từ 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 từ. Đây mang đêm. Tối là tao tao không thấy đường đánh Vậy bật haki một cái tay thôi. À. Không bằng trắng mà tại vì điện chuyển qua haki tay nói chung là tối là tao không thấy mày chứ tao không có sợ ấy rồi vô đây hey, sử dụng bức tường cát như là renline vậy đó, đó Ren line bà mẹ renline like like Line chúng tôi này <laughs> lên lên mấy cái khu chật hẹp này cát cát là không có đất diện nó Mày... núm cát mà à, vẫn đấm được nè vẫn đấm được nè <laughs> em lỗi em lỗi lỗi chịu lỗi phải Bay vô chém thường ông nó xài chiêu Đấy. nó xài chậm lắm trái cát này nè nó đóng nó đóng cái nó đóng cái trái cái trái cầu cát rồi mà sao vẫn thò tay ra đấm được bởi vậy đáng là cái đó là đã dính cái chi hữu ứng rồi mà nó còn bay ra nó đánh được thò tay ra đánh Đó, từ ngày xưa mình là BK melee với kiếm đồ không giờ chuyển qua xài rác quỷ là phải nghĩ ra nhiều combo hơn nữa mới được Rồi vô chưa Đây vẫn là bức tương cát Thôi em yeah. nói mình sử dụng chiêu mình nói trước cũng biết hết Đây yeah. 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 Đó Đó, giờ. đó. <laughs> Đâu rồi mất tiêu luôn à Này. Tức quá này phải đổi qua mày le đánh đánh thêm kết hợp thêm nhiều mày le vô cứ ờ, cái 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 cái, cái, cái tộc khí đó bay trên trời quánh không à tao mà tao mà tao mà rủ xuống nước quánh thử coi Ý bà mẹ xài chiêu ít rồi chết rồi mấm cát nè ủa mấm cát sa mạc không được đây cát cái gì cát cái gì mà cát học à học Ui nó chưa chết kìa quá ta <laughs> đâu vậy nó đỏ lè máu rồi chết chết đó ủa sao không. xài chiêu v không được Trời ơi, ơi, nãy giờ bấm chữ V bấm hoài không ra Lỗi thiệt Càng ở trên mấy cái địa hình hẹp thì trái cát này của mình nó càng bất lợi cho anh em thấy chưa Nó không có cái chỗ để mình giữ vị trí Nó không có chỗ để mình giữ vị trí mà mình rẻ bằng cát á. À, lúc này là phải chuyển qua sử dụng melee nhiều hơn Này đáng lẽ là phải cho đánh thường hay như minh rồi lấy tay chỉ trẻ rồi phải không Tay chỉ trẻ, mày xuống nước rồi quánh với tao nè Đây rồi vô chưa Uh, mày chuẩn bị mày ăn bức tường cát của tao nữa rồi đỡ lại cứ bay trên trời cát cát <laughs> ờ uh, đi lại chiêu ôi xe trúng xe trúng <laughs> giờ phải bỏ qua nhiều chiêu nè ôm cát sao mày <laughs> Trời ơi, lúng dưới <laughs> đất rồi <laughs> Xài chiêu lâu quá rồi lâu <laughs> Trái, cái này phải có đồng đội đi theo kìa Không có đồng đội, chết cho đồng tại, đội đánh. Tại, tại nếu mà tao đổi qua mele là tao đánh mà tao xài mele nhiều hơn là tao đánh mày chết rồi Mà tao cứ <laughs> ôm cái chiêu cát là tao phải xài chiêu cát chứ Mình là Crocodile mà mày Ê, Crocodile tao bán hành cho ngập mặt Ê, trời ơi, cái chuyện Thua nó không có quan trọng mà mình sử dụng chiêu trái cát nhiều lên để tập BK bằng trái cát Rồi vô chưa? Vô chưa? Rồi, rồi. rồi vô đấy Rồi chết <cười> 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 là gì vậy? Là gì vậy? <laughs> Mày phải chờ tao đám với đá kè mà mới xài cái chiêu cuối được Chứ tao đang bị hất trên cao mày xài đâu có dính đâu em ơi lại hụt ôi sao rồi lún dưới cát luôn rồi từ bóp rồi từ bóp rồi <laughs> rồi nằm trong đây luôn rồi <laughs> không ra được rồi phải reset thôi nằm trong lòng đất luôn rồi Dày <laughs> quá ê hey. Rồi <laughs> hey, ra lại nè bê bê lên đánh tiếp nè đánh cái cục này đánh không lại, nhỏ, nhỏ quá ê hey, dâu chưa rồi dâu tự nhiên xài ti vậy? ông ủa xài tam kiếm hay gì vậy đâu tam kiếm bà mẹ đang <laughs> giữ 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 nữa rồi xong kẹt luôn nữa rồi à, rồi giờ mới ra được bà mẹ đó. còn miếng máu cho hồi đó à. trái cát này nó đánh trên mấy cái chỗ chật hẹp này là không có cát để diễn rồi bức tường cát ơi, chết tao đứng sau lưng nó dám quánh luôn mày tao đứng sau lưng nó mà đứng quánh trước mặt à, bức tường cát mà mày mày biết là cát người ta có thể đắp thành thành để xây dựng đâu không đứng đứng, đứng quánh luôn tao đứng sau lưng mày nè này đừng có đùa chứ bức tường cát của tao Này nãy giờ mày coi thường trái cát hả mày mày coi thường trái cát rồi chém tay mày luôn nè chém tay luôn <laughs> chém tay mày luôn Chết luôn ha à? đùa trái cát hả à. chém tay mày luôn đó không chém tay giờ ra mày chém tay với đấm tay không éo <laughs> sức mạnh của trái ác quỷ của thất vũ hải không mày à. Đây. từ sau trận chiến đó là ăn ăn hành ngập mồm <laughs> tiền thật thất vụ hãng mạnh lắm cát mạnh lắm đây vô nữa đây cứ thằng nào mà gặp thằng luffy là sau này ăn hành ngập vô mồm vô chưa vô chưa à vô đây. phải không rồi. vô là cái, cái gì vậy bật hai kia chưa kìa sao không bật, bật máy bật rồi rồi hả ủa gì vậy sao sao này cái ngắn vậy ta ờ nó lướt Sip ngắn bầu mà nó bầu mà. Nó, nó bị nét này lướt ngắn lắm lướt ngắn với cái tầm Z nhỏ Vừa bay gần gần Còn là cái... là tự nó bu vô nó đấm à, e nó nhỏ rồi lý sao chạy chậm vậy làm mất chiêu hết rồi Ủa, cái canh ta đang bay vô cái nó quánh nữa kìa, ta đang bay vô à. Đây. Tiếp tục. Đùa với ừ, là thất ừ, vũ này nhớ, nhớ, nhớ cái thúc clip coi, 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 coi nói coi mấy bạn có lên sạt thế này không nha? Quay, quay vô nha, quay vô tại mày hồi trưa mày quánh thua tao không, mà giờ mày biết hết chiêu của tao rồi, giờ mày cứ quay cái gì? Mày, mày hết đắc đắc rồi. vậy? Mày né hết chiêu rồi, gì? À, qua, đắc chỗ đắc à? Thì, qua chỗ này quánh đi, qua chỗ này quánh đi, quánh cái chỗ cái trên cao đó là xong rồi bây giờ anh em thấy không cái 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 điểm yếu của trái cát là quánh ở địa hình chật hẹp nữa nha anh em rồi bây giờ quánh ra cái chỗ rộng rãi hơn nè này, tập trung vẫn là xài chiêu trái cát nhiều hơn nè đây hey, dâu chưa đắt là mày xài anh Tây rồi không có dính mày cho dính tao sao đắt không đắt dính đắt mày Dính mày sao mà xài chứ Mày anh mày anh mấy lần rồi tao đâu trúng đâu Nó dính đó Bà mẹ nó nhảy vô anti nó luôn à Nhảy vô chiêu trái ra trái ra, 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 ra. rớt nước nữa mẹ Ừ. Mà chứ. Cái chỗ này sao mà nó rộng dữ vậy? Rồi bay lên được rồi. Chỗ này vẫn là cái chỗ khu này nữa à. Cái này á mày xài xơi xong rồi mày xài chưa cuối là dính á. Nè mày đứng yên đây tao xài thử cho coi nè. Mày mày tao coi nhảy, kỹ nha. Tao, tao nhảy lên trời, tao nhảy lên trời không có dính. Ừ, à, xài liền có dính không. à sao tao giữ nè. Đó tại vì mày hồi trưa là mày để mày bị dính hoài cái vụ đó, giờ mày biết chiêu rồi mày nhảy lên mày né mày thôi. Hát, mày hắt lên cái tao giữ, tao giữ cách cái là không là mày xài chiêu rồi tao không bị dính vậy là bây giờ là tại mày biết né chứ hồi trưa mày mày để đó mày ăn nguyên combo cái thấy mất nhiều máu không <laughs> hồi trưa quánh có lợi đâu giờ biết hết chiêu rồi giờ nó, nó cứ thấy mình xài chiêu xong mới quánh giờ nó né hết rồi nó trời... đâu, tao đứng sau lưng mày thôi mà mày làm gì cả mày <laughs> chờ hồi đây máu lại chơi chơi rần cuối nè cái cát người ta mạnh lắm và tại vì nó, nói chung là nó biết chiêu hết rồi nên <laughs> giờ không chơi được nữa thôi giống như ban đầu Luffy nó chưa biết điểm yếu của Rokodai là dính nước đúng không thể quánh có lợi đâu là sao giờ nó biết hết điểm yếu rồi cái này nói chung là <laughs> bây giờ là bây giờ là hết xài được chiêu ít với nó luôn à. ban đầu còn xài chiêu ít còn 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 ấy nó được còn giờ là hết được luôn rồi, rồi vô nè dạ yeah. chào lại cứ bay trên trời đâu mất nữa mất mất vàng nữa nữa muốn muốn lọt dưới nữa hay gì vậy em biết sa mạc cái, sa mạc vô tận dẫn lú tay ra đắm được <laughs> à, giờ xài mê nhiều hơn nè chết rồi xin chết rồi đó giờ xài mẹ đây nhiều hơn thì sao nào đó còn nãy là giờ video dài 19 phút rồi anh em à đó thì um, trên đây là những cái mình ở bên sự, bk cho anh em thấy là trên đây là tất cả những gì mà combo mà trái cát mà mình làm được nói chung á thì đánh với trái cát mình sử dụng trái cát này đi đánh á Ví dụ như mình mới mua trái cát còn rủ người ta bk được Chứ giờ đã biết chiêu hết rồi khó đánh Ví dụ như bình thường á không Anh em canh khoảng anh em xài được chiêu ít Thì mình sẽ xài chiêu Z được liền đúng không Nhưng mà bây giờ là nó biết hết rồi Thì mình mình không xài được chiêu ít nó thì khó combo chiêu Z lắm Thì giữa những chiêu nó có cái độ delay á Nhất là chiêu ít Mình xài nó delay nên là nó cứ canh mình vừa xài chiêu ít không Nó bay lên nó quấn. Đó là, ấy là mình mình <laughs> Tao đứng lưng mày thôi tao làm thông thường á, mình hay outlay Superhuman á Bằng nó vừa lao vô cái mình bấm xe liền Thì nó sẽ bị dính không? Bây giờ nó biết rồi, nó đâu có xài nữa Giờ đổi qua xài kiếm cơ mà Giống như là cái uh, ban đầu mạnh á Luffy chưa phát hiện điểm yếu Còn giờ phát hiện điểm yếu rồi Nó đâu có xài Super Superhuman lao bằng vô chiêu chết bậy bạ nữa Chứ ngày xưa ví dụ lao vô Superhuman là thế nào cũng bị ăn hay hay dễ bị dính kiểu này nè rồi mình xài combo chiêu cuối liền nhưng mà bây giờ nó biết luôn rồi. Bây giờ nó bị dính sấy trên là bấm cách nó nhảy hay là né được. Cho nên đó, là trái cát là BK là chỉ là tạo sự bất ngờ thôi. À, nó L nó lúc vẫn mạnh nhưng mà nó, à. nó tạo sự bất ngờ. À, à, thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video rồi. tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn bạn. gặp lại. Bye bye anh em nha.